Đòn vì cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung, Huawei thiệt hại nặng sau khi bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen. Từ lâu chính phủ Mỹ đã có những động thái cứng rắn với Huawei cùng cáo buộc gián điệp từ các thiết bị di động và viễn thông của hãng công nghệ này, không dừng lại ở đó, chính phủ Mỹ còn vận động các đồng minh của mình, chủ yếu là chính phủ của các nước Tây Âu, quay lưng với các thiết bị của Huawei. Mới đây, Tổng thống Donald Trump thậm chí còn ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ và cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị do các hãng bị coi là mối đe dọa tới an ninh quốc gia sản xuất, trong đó nhắm mục tiêu tới Huawei. Sắc lệnh khẩn cấp đã trao quyền cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ trong việc ngăn chặn bất kỳ giao dịch nào có nguy cơ gây rủi ro cho các công nghệ và dịch vụ viễn thông hoặc công nghệ thông tin. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã bổ sung Huawei và 70 chi nhánh của công ty này vào danh sách đen, một động thái để ngăn Huawei mua các bộ phận và linh kiện từ các công ty của Mỹ mà không được Washington chấp thuận. Mặc dù là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, hiện Huawei vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp linh kiện tại Mỹ, do vậy động thái mới của bộ thương mại Mỹ sẽ khiến Huawei gặp rất nhiều khó khăn. Sau quyết định của bộ thương mại Mỹ, cổ phiếu của nhiều chi nhánh và các công ty đối tác với Huawei đã bị sụt giảm mạnh, như tác Phúc Technology, cung cấp linh kiện cho Huawei, Ericsson và Bosch đã bị giảm 2,84% giá trị hay New C Union Telecom chuyên cung cấp các linh kiện viễn thông cho Huawei và các hãng viễn thông lớn tại Trung Quốc, cũng bị sụt giảm giá trị 4,88%. Trước động thái của Tổng thống Donald Trump và Bộ Thương mại Mỹ, Huawei cho biết sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ để đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trên sản phẩm, một động thái được xem là xoa dịu chính phủ Mỹ. Ngăn chặn Huawei trong các hoạt động kinh doanh tại Mỹ không giúp nước Mỹ trở nên an toàn hoặc mạnh hơn, thay vào đó điều này sẽ chỉ khiến Mỹ phải đưa ra các lựa chọn thay thế đắt tiền hơn khiến Mỹ bị tụt lại phía sau khi triển khai 5G, cuối cùng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty và người dùng tại Mỹ, đại diện Huawei cho biết. Nhiều chuyên gia phân tích thị trường tại Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ Huawei trong sự việc này, khi cho rằng hãng công nghệ Trung Quốc đã trở thành một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế toàn cầu và việc cắt đứt quan hệ với Huawei sẽ gây thiệt hại cho sự phát triển công nghệ 5G trên toàn thế giới. Dù vậy, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ có các cơ sở để kết luận rằng Huawei đang tham gia vào các hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng đến các lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng vẫn chưa nêu ra bằng chứng cụ thể cho kết luận của mình. Mỹ tăng thuế sản phẩm từ Trung Quốc khiến giá linh kiện của Apple bị đẩy lên cao. Thứ sáu tuần trước, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với hàng tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Trung Quốc, đánh dấu sự leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại căng thẳng và kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ ít ngày sau. Trung Quốc đã có động thái trả đũa khi áp dụng thuế nhập khẩu lên 60 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc, bao gồm hóa chất và các sản phẩm đông lạnh. Hiện tại, mức thuế nhập khẩu từ Mỹ và Trung Quốc đang tránh đụng chạm đến các thiết bị công nghệ như máy tính hay smartphone, vốn được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc. Điều này giúp các công ty phần cứng tại Mỹ chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Tuy nhiên, không phải hãng công nghệ nào cũng hoàn toàn vô can trong cuộc chiến này. Vào tháng 9 năm ngoái, Apple đã gửi thư cho đại diện thương mại Mỹ tại Trung Quốc để mô tả chính xác mức độ ảnh hưởng của thuế nhập khẩu đang được Mỹ đề xuất thông qua và khẩn khoản thay đổi trước khi mức thuế được thực thi. Cuối cùng, một số sản phẩm của Apple đã tránh bị ảnh hưởng bởi đợt tăng thuế này từ phía Mỹ, bao gồm iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch. Tuy nhiên, một số phụ kiện của Apple như cục nguồn, dây sạc, cáp sạc, vỏ bảo vệ iPhone và iPad vẫn nằm trong danh sách bị đánh thuế. Kể từ tháng 9 năm ngoái, các phụ kiện kể trên của Apple đã bị tăng thuế thêm 10% tại thị trường Mỹ và bắt đầu từ thứ 6 tuần trước. Ngày mùng 10 tháng 5, mức thuế các phụ kiện này của Apple sẽ bị tăng lên 25%. Từ thời điểm bị chính phủ Mỹ áp dụng mức tăng thuế nhập khẩu cho đến nay, Apple vẫn giữ nguyên mức giá bán các phụ kiện của mình, đồng nghĩa với việc quả táo chấp nhận cắt giảm lợi nhuận từ các khoản kinh doanh phụ kiện này, hoặc Apple đã đạt được thỏa thuận với các đối tác sản xuất tại Trung Quốc cắt giảm kinh phí sản xuất để có thể đảm bảo giá bán tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên về lâu dài, các nhà phân tích thị trường cho rằng Apple sẽ buộc phải tăng giá bán các linh kiện của hãng với mức áp dụng thuế nhập khẩu cao của Mỹ như hiện nay. Việc mức thuế cao nhằm vào các phụ kiện không phải là vấn đề khiến Apple phải quá lo lắng khi mảng kinh doanh phụ kiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của hãng. Tuy nhiên điều khiến quả táo phải thực sự lo ngại đó là nếu chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang và không có dấu hiệu hạ nhiệt, không loại trừ khả năng trong tương lai chính phủ Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm chủ lực của Apple như iPhone hay iPad. Lúc đó giá bán của các sản phẩm này sẽ phải tăng cao càng khiến cho apple gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các đối thủ là công ty của mỹ tại sao apple phải chịu thuế nhập khẩu của chính phủ mỹ hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao apple là một công ty của mỹ nhưng các sản phẩm của quả táo lại chịu thuế nhập khẩu từ chính nước mỹ các sản phẩm của apple đều được chính apple thiết kế tại mỹ tuy nhiên quá trình lắp ráp sản xuất và hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện tại trung quốc do vậy vẫn bị đánh thuế nhập khẩu như sản phẩm đến từ trung quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng nhiều lần nhắc nhở Apple và các hãng công nghệ khác tại Mỹ rằng nếu không muốn bị đánh thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ thì hãy chuyển nhà máy sản xuất trở về Mỹ, thay vì để các đối tác tại Trung Quốc thực hiện điều này. Tuy nhiên, việc chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ là điều dường như bất khả thi với các hãng công nghệ Mỹ, khi giá nhân công tại đây đắt đỏ và đặc biệt công nghệ phụ trợ tại Mỹ không đa dạng và dồi dào nguồn cung như tại Trung Quốc. Một số hãng công nghệ Mỹ đã cân nhắc đến việc chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam để tránh việc bị đánh thuế nhập khẩu nhưng cũng đảm bảo được nguồn nhân công giá rẻ tại Việt Nam và nguồn cung linh kiện phụ trợ dồi dào từ Trung Quốc. Tê Thủy